Không nghĩ ra được lại có dịp mình ăn nướng ở trong rạp chiếu phim luôn. Đúng chuẩn combo hẹn hò ăn uống xem phim nha. Đây là City Food, khu tổ hợp ẩm thực siêu rộng nằm ở tầng 1 rạp chiếu phim quốc gia. Phục vụ đủ món từ đồ uống này, salad, nộm, gà rán, cơm, mì cho đến cả nướng lẩu. Mình đi hai người gọi set nướng 300 cành là cũng đầy đặn đủ ăn rồi đấy. Nhưng mà đúng kiểu lần đầu ăn nướng trong rạp chiếu phim nên là hơi bị háo hức quá ấy. Gọi tứa lưa thêm cả bao nhiêu đĩa thịt lẻ xong ăn no căng cố không hết. Chỗ này mình gọi 3-4 người ăn là vừa. Set nướng của mình có nầm, bắp bò Úc, ba chỉ bò Mỹ, gà và xúc xích. Rau nầm bánh mì cũng đi theo set nướng luôn nha. Thịt thán, cảm giác tươi, bò gà nầm tẩm ướp mỗi loại một vị chứ không chung vị tẩm ướp đâu. Riêng nầm ướp nhiều nghệ nên là ăn hơi hăng chút. Có cái sốt chấm tiêu đặc sánh đậm đà này ngon này. Khác với các bên hay dùng sốt me, đĩa thịt lẻ mình gọi thêm đều là thịt không ướp. Mình thích nhất là ba chỉ cả bắp bò. Ba chỉ áp chảo xem tí tách mỡ ăn vừa giòn dẻo lại vừa ngậy. Không gian xanh cực kỳ thoáng rộng nên ăn nướng không lo bị ám mùi. Thêm điều hòa mát lẹ nữa chứ. Nạp no vitamin thịt ấm bụng rồi thì mình vào xem em với Trịnh đây. Mình thấy buổi trưa đây có nhiều ưu đãi lắm mà còn nguyên tuần luôn. Ví dụ thứ hai áp dụng suất cơm gà, thứ ba chỉ 20 cành, thích hợp đi cùng hội nhóm bạn bè gia đình nha.